Đại Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được pháp quán đảnh của chư Phật thành bậc nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh tròn đủ đảnh tướng được trí đệ nhất đến bờ kia. Nguyện tất cả chúng sanh dùng trí bửu di diệu nhiếp khắp mọi loài, đều khiến rốt ráo đảnh công đức. Nguyện tất cả chúng sanh đều được thành tựu bửu đảnh trí huệ kham thọ sự lễ kính của thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh dùng mão trí huệ trang nghiêm đầu mình làm pháp vương tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh dùng minh châu trí huệ cột trên đỉnh đầu mình, tất cả thế gian không ai thấy đến được. Nguyện tất cả chúng sanh đều kham thọ sự đảnh lễ của thế gian, thành tựu huệ đảnh chiếu sáng Phật Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh đầu đội mão thập lực trang nghiêm, đầy đủ trí huệ thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh đến đảnh đại địa, được nhất thiết trí rốt ráo thập lực phá các loài ma ở đảnh cõi dục. Nguyện tất cả chúng sanh được thành đảnh dương vô thượng đệ nhất, được đảnh nhất thiết trí sáng chói, không gì làm lu mờ được. Đây là lúc bố thí mão báo. Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng khiến chúng sanh được bậc trí huệ thanh tịnh đệ nhất, dùng trí huệ làm bửu quan mani di diệu vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có chúng sanh bị giam cầm cùng xiềng nơi lao ngục tối tăm, quá khổ sở, không ai cứu vớt, liền liều bỏ của cả vợ con, nhẫn đến tự thân mà vào ngục tù cứu các chúng sanh ấy, như Đại Bi Bồ Tát, Diệu Nhãn Vương Bồ Tát. Khi đã cứu độ rồi, tùy theo chỗ cần dùng của họ mà cung cấp đầy đủ khiến họ được an ổn, sau đó mới ban cho họ pháp bửu vô thượng, khiến họ tu hành rời phóng dật, gieo căn lành chẳng thối chuyển nơi Phật Pháp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc cứu chúng sanh như vậy, đem công đức này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh giải thoát rốt ráo sự triền phược của tham ái. Nguyện tất cả chúng sanh dứt dòng sanh tử lên bờ trí huệ. Nguyện tất cả chúng sanh trừ diệt ngu si sanh trưởng trí huệ, dứt hẳn phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh dứt sự trói buộc của ba cõi, được nhất thiết trí giải thoát rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn tất cả phiền não đến nơi bờ trí huệ vô ngại kia. Nguyện tất cả chúng sanh lìa động niệm tư duy phân biệt, vào nơi trí địa bình đẳng bất động. Nguyện tất cả chúng sanh xa lìa tất cả sự tham dục của thế gian và không nhiễm trước trong ba cõi. Nguyện tất cả chúng sanh được chí nguyện thù thắng, luôn được chư Phật thuyết pháp cho. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm giải thoát không nhiễm trước, không hệ phược, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Nguyện tất cả chúng sanh được Bồ Tát thần thông, đến tất cả thế giới điều phục chúng sanh, khiến lìa thế gian trụ nơi đại thừa. Đây là Đại Bồ Tát lúc cứu độ chúng sanh thoát khổ ngục tù, đem thiện căn hồi hướng khiến chúng sanh khắp vào bậc trí huệ của Như Lai vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thấy tù nhân cổ mang gông tay chân bị trói, sắp bị xử tử hoặc lóc thịt, hoặc giáo đâm, hoặc quả thiêu, hoặc bêu đầu, phải xa bỏ gia đình thân tộc mà bị mọi điều thống khổ. Bồ Tát liền đem thân mình chịu khổ thay thế cho họ, như A Dật Đa Bồ Tát, Thù Thắng Hạnh Dương Bồ Tát, vân vân. Chư Phật tử, lúc Đại Bồ Tát tự xả thân mạng cứu chúng sanh, đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được thân mạng rốt ráo vô tận, lìa hẳn tất cả tai quạnh bức não. Nguyện tất cả chúng sanh y chư Phật mà trụ được thọ ký sẽ thành Phật. Nguyện tất cả chúng sanh cứu khắp hàm thức, khiến lìa bố úy thoát hẳn ác đạo. Nguyện tất cả chúng sanh được tất cả thọ mạng vào cảnh trí huệ bất tử. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn quán địch nạn khổ, luôn chư Phật và thiện hữu nhiếp thọ. Nguyện tất cả chúng sanh lìa bỏ tất cả dao gươm, võ khí nghiệp ác, tu hành những nghiệp lành thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh lìa khỏi sự bố úy, dưới cội bồ đề phá quân ma. Nguyện tất cả chúng sanh lìa đại bố úy, nơi pháp vô thượng tâm thanh tịnh vô úy, có thể làm bậc đại sư tử hống vô thượng.
nguyện tất cả chúng sanh được trí vô ngại tu hành chánh nghiệp nơi các thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh đến chỗ vô úy, thường nhớ cứu hộ những chúng sanh khổ. Đây là Đại Bồ Tát lúc tự xả thân cứu những tử tù sắp bị hành hình mà đem thiện căn hồi hướng, muốn cho chúng sanh lìa khổ sanh tử được sự vui vi diệu vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí cả búi tóc liền với da đầu cho kẻ đến xin, như Bửu Kế Dương Bồ Tát, Tháng Diệu Thân Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc tay cầm dao bén lóc trọn da đầu liền với búi tóc cung kính trao cho kẻ đến xin, Đại Bồ Tát không lòng động loạn, chỉ chánh niệm tam thế chư Phật, lòng hoan hỷ thêm lớn chí nguyện, khéo hiểu các pháp chẳng thấy đau khổ, rõ biết sự khổ vốn vô tướng vô sanh, khổ vui thay nhau không có thường trụ. Thật hành hạnh đại xả đồng với tam thế Bồ Tát, phát tín nguyện sâu cầu nhất thiết trí không thối chuyển, chẳng do sức thiện tri thức khác dạy trao, đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng vô kiến đảnh, được búi tóc như ngọn tháp. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc xanh biếc, tóc kim cang, tóc mịn nhuyễn, có thể dứt tất cả phiền não cho chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc nhuần láng, tóc kín dày, tóc không lấn phủ dành trán. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như chữ vạn, tóc xoắn khu ốc về phía hữu. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như tóc Phật, lìa hẳn tất cả kiết tập phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc chói sáng chiếu thập phương thế giới. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc không rối, đẹp sạch như tóc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như đảnh tháp của Phật, khiến người thấy như thấy tóc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều được tóc vô nhiễm của Như Lai, không hề bận nhơ. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí búi tóc liền cả da đầu đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh được tâm niệm tịch tịnh, đều được viên mãn các môn Đà La Ni, rốt ráo nhất thiết chủng trí đủ thập lực. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem tròng mắt bố thí cho người xin như Quan Hỷ Hạnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Dương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí tròng mắt, Đại Bồ Tát khởi tâm thanh tịnh thí nhãn, tâm thanh tịnh trí nhãn, tâm y chỉ pháp quang minh, tâm hiện quán Phật đạo vô thượng, phát tâm hồi hướng trí huệ rộng lớn, phát tâm xả thí bình đẳng đồng chư Bồ Tát trong ba thuở, phát tâm trí nhãn vô ngại chẳng hư lòng tin thanh tịnh. Đối với người xin sanh tâm hoan hỷ nhiếp thọ, vì để rốt ráo tất cả thần thông, vì sanh Phật nhãn, vì thêm lớn tâm Bồ Đề, vì tu tập đại từ bi, vì chế phục sáu căn. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc bố thí tròng mắt, đối với người xin sanh lòng thương mến, vì họ mà lập hội bố thí, thêm lớn pháp lực, rời bỏ những ái kiến phóng dật của thế gian, dứt trừ dục nhiễm mà tu tập hạnh Bồ Đề, tâm an vui bất động, làm vừa lòng người xin cho họ được thỏa mãn. Đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được mắt tối thắng diệu giác tất cả mọi loài. Nguyện tất cả chúng sanh được mắt vô ngại mở kho trí huệ rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sanh được nhục nhãn thanh tịnh quang minh soi suốt, không gì che được. Nguyện tất cả chúng sanh được thiên nhãn thanh tịnh trọn thấy nghiệp quả của tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh, có thể tùy thuận vào cảnh giới Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được huệ nhãn lìa bỏ tất cả sự phân biệt chấp trước. Nguyện tất cả chúng sanh viên mãn Phật nhãn đều có thể giác ngộ tất cả các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu phổ nhãn cùng tận các cảnh giới, không bị chướng ngại. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu mắt thanh tịnh không mê mờ, rõ chúng sanh giới rỗng không vô sở hữu. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ mắt thanh tịnh vô ngại trọn vẹn mười trí lực. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tròng mắt đem thiện căn hồi hướng, khiến tất cả chúng sanh được mắt thanh tịnh nhất thiết trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có thể đem dành tay và cái mũi cho người xin như Thắng Hạnh Dương Bồ Tát, Vô Oán Thắng Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác.
Lúc bố thí, Bồ Tát gần gũi người sinh, chuyên tâm tu tập các hạnh Bồ Tát, đủ chủng tánh Phật, sanh nhà Như Lai, nhớ hạnh bố thí của Bồ Tát tu, luôn siêng phát khởi Phật Bồ Đề, làm cho các căn công đức trí huệ đều thanh tịnh, quan sát ba cõi không một mảy kiên cố. Nguyện luôn được thấy chư Phật và Bồ Tát tùy thuận ghi nhớ tất cả Phật Pháp, rõ biết thân thể là hư giả rỗng không, không một mảy may tham tiếc. Lúc Đại Bồ Tát bố thí tai mũi như vậy, lòng luôn tịch tịnh điều phục các căn, cố gắng cứu giúp chúng sanh thoát nạn hiểm ác, sanh trưởng tất cả trí huệ công đức, vào biển đại bố thí, rõ thấu nghĩa các pháp, tu đủ các đạo hạnh, thực hành theo trí huệ, được pháp tự tại, đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền. Chư Phật tử, lúc Đại Bồ Tát bố thí dành tai đem những thiện căn hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại nghe khắp tất cả âm thanh thuyết pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại có thể hiểu rõ trọn tất cả âm thanh. Nguyện tất cả chúng sanh được tai Phật thông thấu tất cả không bị trệ ngại. Nguyện tất cả chúng sanh được tai thanh tịnh, chẳng vì tai nghe mà sanh lòng phân biệt. Nguyện tất cả chúng sanh không tai biết lãng, khiến rốt ráo không có sự nghe sai mờ. Nguyện tất cả chúng sanh được tai khắp pháp giới nghe biết trọn pháp âm của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại khai ngộ tất cả pháp vô ngại, khéo biết các luận không ai phá được. Nguyện tất cả chúng sanh được tai nghe khắp thanh tịnh rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ thiên nhĩ nhẫn đến Phật nhĩ. Đây là lúc bố thí tai, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng, khiến các chúng sanh đều được tai thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc bố thí cái mũi hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được mũi cao và thẳng, được mũi đẹp, được mũi có tướng lành, được mũi khả ái, được mũi tịnh diệu, được mũi tùy thuận, được mũi cao rõ, được mũi phục oán, được mũi thiện kiến, được mũi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được gương mặt lìa nét giận hờn, được mặt nhất thiết pháp, được mặt vô ngại, được mặt thiện kiến, được mặt tùy thuận, được mặt thanh tịnh, được mặt lìa lỗi, được mặt Phật viên mãn, được mặt khắp tất cả chỗ, được mặt vô lượng xinh đẹp. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí cái mũi đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh rốt ráo vào Phật Pháp, nhiếp thọ Phật Pháp, rõ biết Phật Pháp, trụ trì Phật Pháp, thường thấy Phật, đều chứng pháp môn của Phật thành tựu, tâm không gì phá hoại được. Có thể chiếu rõ chánh pháp của Phật, trang nghiêm thanh tịnh khắp những Phật độ, được thân oai lực lớn của Phật. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tai và mũi đem thiện căn hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ trong bậc tự tại kiên cố, có thể đem nanh răng thí cho chúng sanh, như thuở xưa Hoa Sĩ Vương Bồ Tát, Lục Nha Tượng Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí răng, lòng Bồ Tát thanh tịnh hy hữu như hoa sen xanh. Những là tâm bố thí vô tận, tâm bố thí tinh sâu, tâm bố thí thành tựu vô lượng hạnh xả trong mỗi bước đi, tâm bố thí điều phục các căn, tâm bố thí xả tất cả, tâm bố thí nhất thiết trí, tâm bố thí an lạc chúng sanh, bố thí lớn, bố thí tột mức, bố thí thù thắng, tối thắng bố thí không lòng ghét giận. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được nanh răng trắng bén thành tháp tối thắng thọ sự cúng dường của Nhân Thiên. Nguyện tất cả chúng sanh được răng đều bằng như răng Phật không hở khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm điều phục khéo đến hạnh ba la mật của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh miệng lành thanh tịnh, nanh răng bóng trắng sáng rỡ. Nguyện tất cả chúng sanh được nanh răng trang nghiêm, miệng thanh tịnh không tướng xấu. Nguyện tất cả chúng sanh trọn đủ 40 răng, luôn thoảng ra những mùi thơm di diệu hy hữu. Nguyện tất cả chúng sanh ý khéo điều phục răng bóng sạch như hoa sen trắng, phóng vô lượng ánh sáng chiếu khắp nơi. Nguyện tất cả chúng sanh nanh răng bén chắc, ăn không tham nhiễm, làm phước điền vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh nơi kẻ răng thường phóng quang minh thọ ký chư Bồ Tát.
Đây là Đại Bồ Tát lúc Bố Thí Nanh Răng đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đủ nhất thiết trí, vì được trí huệ thanh tịnh ở trong các pháp vậy. Chư Phật tử, nếu lúc có người đến xin cái lưỡi, đối với người xin, Đại Bồ Tát dùng tâm từ bi nói lời dịu dàng khả ái, như thuở xưa Đoan Chánh Diện Vương Bồ Tát, Bất Thối Chuyển Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Bấy giờ Đại Bồ Tát mời người xin ngồi trên tòa sư tử, với tấm lòng thanh tịnh hiền hòa an vui, không chấp lấy thân, không chấp lấy lời, Bồ Tát quỳ gối hả miệng le lưỡi cho người xin mà bảo rằng: thân của tôi đây hiện nay hoàn toàn thuộc về Ngài, xin cắt lấy lưỡi này tùy ý Ngài sử dụng, cho Ngài được thỏa lòng mong muốn. Bồ Tát đem thiện căn bố thí lưỡi này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi cùng khắp, có thể tuyên nói các lời, các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm cả mặt, lời nói trọn chân thiệt, không hai lời. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm khắp tất cả Phật độ, thị hiện thần thông tự tại của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi mềm mỏng, luôn hưởng vị ngon lành thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi biện tài, dứt được tất cả lưới nghi thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi sáng chói, có thể phóng vô lượng quang minh. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi quyết định, biện nói các pháp không cùng tận. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi điều phục khắp cả, có thể khéo khai thị tất cả bí yếu, lời nói ra khiến người tin nhận. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi thông đạt khắp cả, khéo vào tất cả biển ngôn ngữ. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi khéo nói tất cả những pháp môn, nơi trí ngữ ngôn đều đến bỉ ngạn. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí cái lưỡi đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đều được viên mãn trí vô ngại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dùng đầu bố thí cho những người đến xin, như Tối Thắng Trí Bồ Tát, Quốc Vương Ca Thi và các Bồ Tát khác. Đại Bồ Tát bố thí như vậy là vì muốn thành tựu trí thủ tối thắng vào tất cả pháp, muốn thành tựu đầu Đại Bồ Đề cứu chúng sanh, muốn đầy đủ đầu đệ nhất thấy tất cả pháp, muốn được đầu trí huệ chánh kiến thanh tịnh, muốn thành tựu đầu vô ngại, muốn được đầu bậc đệ nhất, muốn được đầu trí tối thắng nơi thế gian, muốn được đầu trí huệ thanh tịnh vô kiến đảnh, muốn được đầu trí huệ thị hiện khắp đến mười phương, muốn được đầu tự tại đối với tất cả pháp. Đại Bồ Tát an trụ pháp này siêng cần tu tập, thời là đã vào chủng tánh Phật, học hạnh bố thí của Phật, sanh lòng tin thanh tịnh đối với Phật, thêm lớn thiện căn, khiến người xin đều được thỏa mãn vui mừng, lòng họ thanh tịnh vui mừng vô lượng, lòng tin hiểu thanh tịnh soi rõ Phật pháp, phát tâm Bồ Đề, an trụ tâm xã, các căn thơ thới, công đức tăng trưởng, phát chí nguyện lành, thường ưa tu hành hạnh bố thí rộng lớn. Bấy giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được đầu Như Lai, được vô kiến đảnh, nơi tất cả chỗ không bị che khuất, là thượng thủ nhất trong các Phật độ, tóc xoắn phía hữu nhuần bóng sáng sạch, chữ vạn nghiêm sức rất hy hữu trong đời, toàn vẹn đầu Phật, thành tựu đầu trí, đầu đệ nhất trong tất cả thế gian, là đầu hoàn toàn, là đầu thanh tịnh, là trí thủ viên mãn ngồi nơi đạo tràng. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí đầu đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh được pháp tối thắng thành trí huệ vô thượng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí tay và chân cho chúng sanh như Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Vô Ưu Vương Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Ở trong các loài, Bồ Tát nhiều đời bố thí tay chân, dùng tính làm tay mà khởi hạnh nhiêu ít, qua lại xoay dần siêng tu chánh pháp, nguyện được tay báo dùng tay làm vật bố thí, đầy đủ Bồ Tát đạo, thường dang rộng hai tay sẵn sàng bố thí, bước đi an lành dũng mãnh không khiếp sợ, dùng sức tin thanh tịnh, trọn đủ hạnh tinh tấn, trừ diệt ác đạo thành tựu Bồ Đề. Đại Bồ Tát lúc bố thí như vậy dùng vô lượng vô biên tâm quảng đại khai thị pháp môn thanh tịnh và biển chư Phật thành tựu, tay bố thí châu cấp khắp mọi nơi.
nguyện lực nhậm trì đạo nhất thiết trí, trụ nơi tâm rốt ráo ly cấu, pháp thân và trí thân không dứt không hư, tất cả nghiệp ma chẳng khuynh động được, y tựa nơi thiện tri thức để kiên cố tâm mình, tu hành bố thí ba la mật đồng như chư Bồ Tát. Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh tròn đủ sức thần thông đều được tai báo. Được tai báo rồi, thời điều tôn kính nhau, xem là phước điền, đem các vật báo cúng dường nhau, lại đem các báo cúng dường chư Phật, nổi mây báo đẹp khắp các Phật đồ, khiến các chúng sanh thương yêu nhau, chẳng não hại nhau, vào đi các cõi Phật an trụ vô úy, tự nhiên đầy đủ trọn vẹn thần thông. Lại khiến chúng sanh được tai báo, tai qua, tai hương thơm, tai y phục, tai lọng, tai tràng hoa, tai hương bột, tai đồ trang nghiêm, tai vô biên, tai vô lượng, tai rộng khắp. Được tai này rồi, dùng sức thần thông thường siêng năng qua đến tất cả Phật độ, có thể dùng một tay rờ khắp tất cả thế giới của chư Phật, dùng tay tự tại giữ gìn các chúng sanh. Được tay đủ tướng di diệu phóng vô lượng quang minh, có thể dùng một tay che khắp chúng sanh, thành tựu tay Như Lai, ngón có màn lưới, móng như đồng đỏ. Bây giờ Bồ Tát dùng tay đại nguyện che khắp các chúng sanh, nguyện tất cả chúng sanh chí thường thích cầu vô thượng Bồ Đề, xuất sanh tất cả biển công đức lớn, thấy người đến xin thời lòng hoan hỷ không nhàm, vào biển Phật Pháp thiện căn đồng với Phật. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tay chân đem thiện căn hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát hoại thân thể để lấy máu bố thí chúng sanh như Pháp Nghiệp Bồ Tát, Thiện Ý Dương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Ở trong các loài, lúc bố thí máu nơi thân, Đại Bồ Tát khởi tâm thành tựu nhất thiết trí, khởi tâm hân ngưỡng Đại Bồ Đề, khởi tâm thích tu hạnh Bồ Tát, khởi tâm chẳng chấp lấy khổ thọ, khởi tâm thích thấy người sinh, khởi tâm chẳng hiềm người đến sinh, khởi tâm xu hướng Bồ Tát Đạo, khởi tâm gìn giữ hạnh xả của tất cả Bồ Tát, khởi tâm làm thêm rộng hạnh bố thí lành của Bồ Tát, khởi tâm bất thối chuyển, tâm chẳng thôi nghĩ, tâm không luyến nơi mình. Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh đều được thành tựu pháp thân, trí thân. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không mỏi nhọc như kim can. Nguyện tất cả chúng sanh được thân bất hoại, không ai làm thương tổn được. Nguyện tất cả chúng sanh được thân như biến hóa, hiện khắp thế gian không cùng tận. Nguyện tất cả chúng sanh được thân khả ái, tịnh diệu kiên cố. Nguyện tất cả chúng sanh thân pháp giới đồng với Như Lai, không chỗ y chỉ. Nguyện tất cả chúng sanh được thân như diệu bửu chói sáng, tất cả người trong thế gian không sánh kịp. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí tạng, ở trong dòng sanh tử mà được tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân bửu hải, đem sự lợi ích lại cho tất cả ai ngó thấy. Nguyện tất cả chúng sanh được thân hư không, những sự khổ não hoạn nạn của thế gian không làm nhiễm trước được. Đây là lúc bố thí máu nơi thân, Bồ Tát dùng tâm đại thừa, tâm thanh tịnh, tâm quảng đại, tâm vui thích, tâm hân hạnh, tâm hoan hỷ, tâm tăng thượng, tâm an lạc, tâm không ô trược, mà đem thiện căn hồi hướng như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người đến xin thịt và tủy nơi thân thể mình, liền hoan hỷ dịu dàng bảo người xin rằng: thịt và tủy nơi thân tôi đây, tùy ý ngài lấy dùng. Như Nhiêu Ích Bồ Tát, Nhất Thiết Thí Dương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Đại Bồ Tát ở trong các loài, nhiều đời đem tủy và thịt nơi thân mình mà bố thí cho người đến xin, lòng rất hoan hỷ càng thêm lớn tâm bố thí, tu tập thiện căn đồng với chư Bồ Tát, lìa trần cấu thế gian được chí nguyện sâu, đem thân bố thí khắp nơi, lòng vẫn vô tận trọn đủ vô lượng thiện căn rộng lớn, nhiếp thọ tất cả công đức vi diệu, thọ trì thực hành mãi không nhàm, đúng như pháp tắc của Bồ Tát, lòng thường ưa thích công đức bố thí, châu cấp tất cả lòng không hối tiếc. Quan sát khắp các pháp đều tùy duyên sanh, vốn không có tự thể, chẳng luyến hạnh nghiệp bố thí, cũng chẳng tham quả báo bố thí,
tùy chỗ hội ngộ bình đẳng thí cho. Lúc Đại Bồ Tát bố thí như vậy, chư Phật đều hiện tiền, vì khiến được an trụ khắp các pháp thanh tịnh. Tất cả thế giới đều hiện tiền, vì khiến nghiêm tịnh tất cả Phật độ. Tất cả chúng sanh đều hiện tiền, vì dùng tâm đại bi cứu hộ khắp tất cả. Tất cả Phật đạo đều hiện tiền, vì thích quan sát mười trí lực của Như Lai. Quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả Bồ Tát đều hiện tiền, vì đồng chung viên mãn những thiện căn. Tất cả vô úy đều hiện tiền, vì có thể làm được bậc thuyết pháp tối thượng. Tất cả tam thế thời gian đều hiện tiền, vì được trí bình đẳng quan sát khắp cả. Tất cả thế gian đều hiện tiền, vì phát nguyện rộng lớn tu hạnh Bồ Đề trọn kiếp vị lai. Tất cả hạnh không mệt nhàm của Bồ Tát đều hiện tiền, vì phát tâm rộng lớn vô thượng. Đại Bồ Tát lúc bố thí thịt và tủy đem thiện căn hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được thân kim cang chẳng bị ngăn trở phá hoại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên mật chẳng khuyết giảm. Nguyện tất cả chúng sanh được ý sanh thân trang nghiêm thanh tịnh như thân Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được thân đủ trăm tướng phước đức trang nghiêm với 32 tướng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân diệu trang nghiêm đủ 80 tướng tùy hảo, đủ 10 trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Như Lai rốt ráo thanh tịnh không hạn lượng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố, tất cả ma oán chẳng phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh được thân nhất tướng đồng một thân tướng với chư Phật tam thế. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô ngại dùng pháp thân thanh tịnh khắp cõi hư không. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Bồ Đề Tạng dung nạp tất cả thế gian. Đây là Bồ Tát vì cầu nhất thiết trí, lúc bố thí thịt và tủy đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được thân vô lượng thanh tịnh rốt ráo của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem quả tim bố thí cho người đến xin, như Vô Hối Yểm Bồ Tát, Vô Ngại Vương Bồ Tát và vô lượng Đại Bồ Tát khác. Lúc Bồ Tát đem tim mình cho người xin, thời học tâm bố thí tự tại, tu tâm bố thí tất cả, tập tâm đàn ba la mật, thành tựu tâm đàn ba la mật, học tâm bố thí của tất cả Bồ Tát, tâm vô tận thí xả tất cả, tâm tập quán đều bố thí tất cả, tâm thật hành bố thí gánh vác tất cả của Bồ Tát, tâm chánh niệm tất cả chư Phật hiện tiền, tâm cúng dường tất cả người đến xin không hề đoạn tuyệt. Vì thành tựu nhất thiết trí thập lực an trụ Bồ Tát đạo, nên lúc bố thí tim mình, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được tâm kim cang tạng, nguyện tất cả chúng sanh được tướng chữ vạn trang nghiêm tâm kim cang giới, được tâm không thể dao động, được tâm chẳng thể khủng bố, được tâm lợi ích thế gian thường vô tận, được tạng tâm trí huệ đại dũng mãnh, được tâm na la duyên kiên cố, được tâm vô tận như chúng sanh giới, được tâm trừ diệt các ma nghiệp ma quân, được tâm vô úy, tâm đại oai đức, tâm thường tinh tấn, tâm đại dũng mãnh, tâm chẳng kinh sợ, tâm áo giáp kim cang, tâm tối thượng của Bồ Tát, thành tựu tâm Phật Bồ Đề sáng chói, được ngồi dưới cội Bồ Đề an trụ Phật pháp hết mê hoặc, hoàn thành tâm nhất thiết trí, tâm thập lực. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí quả tim mình đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh chẳng nhiễm thế gian, tròn đủ tâm thập lực của Như Lai. Chư Phật tử, nếu có người đến xin gan phổi ruột cật của mình, Đại Bồ Tát đều bố thí cho họ như Thiện Thí Bồ Tát, Hàng Ma Tự Tại Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí những vật trên đây,
thấy người đến xin lòng Bồ Tát hoan hỷ kính mến. Vì cầu đạo Bồ Đề nên đều bố thí đúng theo ý người xin, chẳng hối tiếc, quan sát thân này không bền chắc. Tôi nên đem bố thí cho họ để được thân kiên cố. Bồ Tát lại suy nghĩ thân của tôi đây liền sẽ hư giả, ai thấy cũng nhàm, sẽ là món ăn của chồn sói. Thân này là vật vô thường rồi cũng phải bỏ. Đại Bồ Tát lúc quan sát như vậy, biết thân rất vô thường nhơ uế, được tỏ ngộ nơi pháp nên rất vui mừng, kính mến người sinh như bậc thiện tri thức, đem thân không bền đổi lấy thân bền. Tất cả thiện căn này đều hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí tạng trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phước tạng có thể nhậm trì tất cả trí nguyện. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thượng diệu, trong chứa hương thơm, ngoài phát ánh sáng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không lộ bụng, trên dưới ngay thẳng, lắm đốt xứng nhau. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí huệ, dùng pháp vị của Phật để dinh dưỡng thơ thới. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tận, tu tập an trụ nơi pháp tánh thầm thâm. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tổng trì thanh tịnh, dùng diệu biện tài hiển thị các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thanh tịnh, cả thân và tâm trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí hạnh sâu rộng của Phật, trí huệ trùng khắp, mưa pháp vũ lớn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân ở trong thời tịch tịnh, ở ngoài thời vì chúng sanh mà làm tràn trí huệ phóng đại quang minh, soi sáng tất cả. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tạng phủ đem thiện căn hồi hướng. Vì muốn cho chúng sanh thân tâm thanh tịnh đều được an trụ trong trí huệ vô ngại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí những lóng xương của mình như Pháp Tạng Bồ Tát, Quang Minh Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc thấy người đến xin những lóng xương của mình, Đại Bồ Tát rất hoan hỷ kính mến họ. Lòng Bồ Tát luôn an lạc thanh tịnh dũng mãnh, vững lòng tin, thêm lòng từ mẫn, lòng vô ngại, bố thí đúng theo chỗ nhu cầu của người xin. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được hóa thân, chẳng còn bẩm thọ thân máu thịt. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kim can bất hoại, không ai hơn được. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân viên mãn nhất thiết trí, sanh vào nơi cõi không hệ vượt nhiễm trước. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí lực, các căn đều toàn vẹn chẳng hư khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được thân pháp lực, trí lực tự tại đến nơi bỉ ngạn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố không hư hoại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tùy loại ứng hiện, giáo hóa điều phục muôn loài. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí quân, có sức khỏe lớn na la diên. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố chẳng đoạn tuyệt, lìa hẳn tất cả sự mỏi nhọc. Nguyện tất cả chúng sanh được thân rất khỏe vững vàng, đầy đủ đại lực tinh tấn. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân bình đẳng khắp thế gian, trụ nơi bậc vô lượng trí huệ tối thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phước đức, ai ngó thấy đều được lợi ích, xa lìa những điều quấy ác. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không y tựa, đều được đầy đủ trí huệ vô y vô trước. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Phật nhiếp thọ, thường được chư Phật gia hộ. Nguyện tất cả chúng sanh được thân lợi ích tất cả mọi loài, đều có thể vào tất cả mọi loài. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phổ hiện, có thể chiếu hiện khắp tất cả Phật Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được thân hoàn toàn tinh tấn, chuyên niệm siêng tu trí hạnh đại thừa. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thanh tịnh, lìa cống cao ngã mạn trí huệ, luôn vững vàng không động loạn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân hành kiên cố, thành tựu tất cả trí nghiệp đại thừa. Nguyện tất cả chúng sanh được thân nhà Phật, lìa hẳn tất cả sanh tử thế gian. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí những lóng xương nơi thân mình đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh được nhất thiết trí vĩnh viễn thanh tịnh vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người cầm dao bén đến xin gia nơi thân mình, thời rất hoan hỷ, xem như là có trọng ân đối với mình. Bồ Tát liền tiếp rước mời ngồi tòa cao, rồi đem thân dâng nạp cho người xin, làm vừa ý họ với lòng kính mến, như Thanh Tịnh Tạng Bồ Tát, Kim Hiếp Lộc Dương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.
Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được gia mịn nhuyễn thanh tịnh như thân Phật, người thấy không nhàm. Nguyện tất cả chúng sanh được gia bất hoại như kim cang, không ai phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh được gia màu hoàng kim thanh tịnh sáng sạch. Nguyện tất cả chúng sanh được gia vô lượng màu sắc, tùy theo tâm nguyện hiện sắc thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được gia thanh tịnh di diệu đệ nhất đủ các tướng hảo của Phật, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí gia nơi thân mình, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn chúng sanh đều được tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ công đức lớn của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem ngón tay ngón chân bố thí cho người sinh như Kiên Tinh Tấn Bồ Tát, Diêm Phù Đề Tự Tại Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí, Bồ Tát hòa nhan vui vẻ, lòng an lành không điên đảo, chẳng cầu tư lợi, chẳng chuộng tiếng tâm, an trụ nơi đại thừa phát ý quảng đại, lìa bỏ lòng ganh ghét bỏng xẻng và tất cả phiền não, chuyên hướng đến diệu pháp vô thượng của Như Lai. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được ngón tay ngón chân dài thon đều đặn tròn trịa ngay thẳng trên dưới xứng nhau, móng như đồng đỏ nổi cao chói sáng, như ngón của Đức Phật đầy đủ thập lực. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón có chỉ xoay vòng phía hữu đẹp như hoa sen. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón tạng quang minh phóng ánh sáng lớn chiếu vô lượng cõi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón khéo an bài, màn lưới hoàn hảo khéo léo. Đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí ngón đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được tâm thanh tịnh vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc thỉnh cầu chánh pháp vui lòng dâng móng liền thịt cho người biết pháp. Nếu người này muốn, như pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Vô Tận Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh đều được móng tướng đồng đỏ như Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được móng bóng láng trang nghiêm xinh đẹp chói sáng đệ nhất. Nguyện tất cả chúng sanh được móng nhất thiết trí toàn vẹn tướng đại nhân, không nhiễm trước thế gian, không gì sánh bằng. Nguyện tất cả chúng sanh được móng diệu trang nghiêm chói sáng tất cả thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được móng bất hoại thanh tịnh không kém khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được móng đủ tướng phương tiện vào tất cả Phật pháp, trí huệ rộng lớn thải đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được móng thiện sanh đầy đủ nghiệp quả tịnh diệu của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được móng nhất thiết trí đại đạo sư, phóng tạng quang minh vô lượng sắc di diệu. Đây là Đại Bồ Tát vì cầu pháp mà bố thí móng liền thịt, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn chúng sanh được nhất thiết trí vô ngại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát cầu pháp tạng của Phật hết lòng cung kính tôn trọng, dầu được nghe chánh pháp rồi phải tự nhảy vào hầm lửa sâu cũng rất vui mừng, như cầu thiện pháp vương Bồ Tát, Kim Cang Tư Duy Bồ Tát và chư Đại Bồ Tát khác. Bây giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh an trụ nơi pháp nhất thiết trí của Phật trọn chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Nguyện tất cả chúng sanh lìa các hiểm nạn hưởng thọ sự an vui của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm vô úy, lìa các khủng bố. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích cầu pháp đầy đủ sự vui vẻ trang nghiêm. Nguyện tất cả chúng sanh lìa các ác thú, dứt trừ tất cả lửa dữ tam độc. Nguyện tất cả chúng sanh thường được an vui thắng diệu chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm Bồ Tát, lìa hẳn tất cả lửa tham sân si. Nguyện tất cả chúng sanh đều được sự vui chánh định của Bồ Tát thấy khắp chư Phật, lòng họ rất vui mừng. Nguyện tất cả chúng sanh khéo nói chánh pháp, đối với pháp cứu cánh luôn không quên sót. Nguyện tất cả chúng sanh toàn vẹn sự vui di diệu thần thông của Bồ Tát, rốt ráo an trụ nơi nhất thiết chủng trí. Đây là Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp, lúc đem thân tự nhảy vào hầm lửa, dùng thiện căn hồi hướng, muốn cho chúng sanh lìa nghiệp chướng ngại, đều được đầy đủ lửa trí huệ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp để khai thị diễn thuyết đạo hạnh Bồ Tát, chỉ đường Bồ Đề, đến trí vô thượng, siêng tu thập lực, hiển thị tâm nhất thiết trí, được trí vô ngại,
cho chúng sanh được thanh tịnh trụ nơi cảnh giới Bồ Tát siêng tu tập đại trí, được Phật Bồ Đề, mà tự thân phải thọ lấy vô lượng sự khổ não, như cầu thiện pháp Bồ Tát, dũng mãnh dương Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát khác. Lúc vì pháp mà thọ khổ, Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn tất cả sự khổ não bức bách, thành tựu thần thông tự tại an vui. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn những sự khổ, được tất cả sự vui, dứt hẳn thân khổ, được thân thanh tịnh an vui. Nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi ngục khổ, thành tựu trí hạnh. Nguyện tất cả chúng sanh thấy đường an ổn, lìa khỏi các ác đạo. Nguyện tất cả chúng sanh được vui pháp hỷ, dứt hẳn các sự khổ. Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn các sự khổ, không lòng oán hại, luôn yêu mến nhau. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui của Phật, lìa khổ sanh tử. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu sự an lạc thanh tịnh vô tỷ, không sự khổ gì làm tổn thương được. Nguyện tất cả chúng sanh được tất cả sự vui thù thắng vô ngại của Phật. Đây là đại Bồ Tát lúc chịu khổ để cầu chánh pháp, đem thiện căn hồi hướng vì muốn cứu hộ tất cả chúng sanh, khiến họ khỏi những hiểm nạn mà an trụ nơi giải thoát vô ngại nhất thiết chủng trí vậy. Chư Phật tử, đại Bồ Tát lúc ở ngôi vua mà cầu chánh pháp, đến nỗi có thể vì quý trọng một chữ, một câu, một nghĩa mà thiết xả tất cả sở hữu trong nước, thành ấp, nhân dân, đất đai, kho tàng, vàng bạc, châu báu, cung điện, quyến thuộc, vợ con, đến cả ngôi vua cũng thiết xả được, để đem sự lợi ích lại cho tất cả chúng sanh, cần cầu đạo nhất thiết trí vô ngại thanh tịnh của chư Phật. Như Đại Thế Đức Bồ Tát, Thắng Đức Dương Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát khác, nhẫn đến vì cầu một chữ chánh pháp mà năm vóc mọp lại, chánh niệm tam thế Phật pháp, thích tu tập, chẳng màng danh lợi, bỏ ngôi vua thế gian mà cầu ngôi pháp dương tự tại, không tham luyến sự vui thế gian mà dùng pháp xuất thế nuôi lớn tâm tánh, lìa hẳn tất cả sự hí luận thế gian mà trụ nơi Phật pháp không hí luận. Bây giờ đại Bồ Tát đem đắc thiện căn hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh thường thích bố thí tất cả sở hữu, không lòng hối tiếc. Nguyện tất cả chúng sanh luôn cầu chánh pháp, chẳng tiếc những của cải sanh sống đến cả thân mạng. Nguyện tất cả chúng sanh đều được lợi ích nơi chánh pháp, có thể giải quyết sự nghi hoặc của tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh có lòng ham thích pháp lành, luôn vui thích chánh pháp của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh vì cầu Phật pháp nên có thể xả thân mạng, nhẫn đến ngôi vua, phát đại tâm tu tập Bồ Đề vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh tôn trọng chánh pháp, thường rất mến thích, chẳng tiếc thân mạng. Nguyện tất cả chúng sanh hộ trì Phật pháp rất khó được mà thường xuyên tu tập. Nguyện tất cả chúng sanh đều được quang minh Phật Bồ Đề, thành hạnh Bồ Đề, tỏ ngộ chẳng do người khác. Nguyện tất cả chúng sanh thường có thể quan sát tất cả Phật pháp, nhổ trừ mũi tên nghi ngờ, trong tâm được an ổn. Đây là lúc đại Bồ Tát thiết xả ngôi vua để cầu chánh pháp, đem thiện căn hồi hướng như vậy vì muốn cho chúng sanh được tri kiến viên mãn, thường được trụ nơi đạo an ổn vậy. Chư Phật tử, đại Bồ Tát làm đại quốc vương được tự tại, ban chỉ dụ trừ bỏ nghiệp sát sanh, cấm dứt sự giết thịt trong toàn thể quốc nội. Những sanh vật không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả đều ban cho sự vô úy, không lòng khi đoạt, rộng tu tất cả hạnh Bồ Tát, nhân từ che chở mọi loài, chẳng xâm não, phát tâm làm an ổn chúng sanh, lập quán trí rất thích đối với chư Phật, thường tự an trụ nơi ba tụ tịnh giới và cũng làm cho chúng sanh an trụ như vậy. Đại Bồ Tát khiến các chúng sanh trụ nơi ngũ giới, dứt hẳn nghiệp sát sanh, đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Tát đầy đủ trí huệ, thọ mạng được bảo đảm không cùng tận. Nguyện tất cả chúng sanh trụ vô lượng kiếp, cúng dường tất cả Phật, cung kính siêng tu càng thêm thọ mạng. Nguyện tất cả chúng sanh tu hành hoàn toàn lìa pháp lão tử, tất cả sự tai độc chẳng hại mạng họ được. Nguyện tất cả chúng sanh được hoàn toàn thân thể không bệnh não, thọ mạng tự tại, có thể tùy ý mà trụ thọ. Nguyện tất cả chúng sanh được thọ mạng vô tận, cùng kiếp số vị lai trụ hạnh Bồ Tát, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh.
Nguyện tất cả chúng sanh được môn thọ mạng thiện căn thập lực tăng trưởng, thọ mạng vô tận hoàn thành đại nguyện. Nguyện tất cả chúng sanh đều thấy chư Phật phụng thờ cúng dường, thọ mạng vô tận tu tập thiện căn. Nguyện tất cả chúng sanh ở nơi chư Phật khéo học Phật pháp được thánh pháp hỷ, thọ mạng vô tận. Nguyện tất cả chúng sanh được thọ mạng thường trụ, dũng mãnh tinh tấn nhập trí huệ của Phật. Đây là đại Bồ Tát trụ ba tụ tịnh giới, dứt hẳn nghiệp sát sanh, đem thiện căn hồi hướng, muốn cho chúng sanh được toàn vẹn mười trí lực của Phật vậy. Chư Phật tử, đại Bồ Tát thấy có chúng sanh ôm lòng tàn nhẫn, làm tổn hại loài người và thú vật, vì thế nên phải thọ lấy thân nam hình, thiếu sức khổ sở. Bồ Tát khởi lòng từ bi mà thương xót cướp giấc họ, làm cho tất cả nhân dân nơi Diêm Phù Đề đều bỏ nghiệp sát hại, đem tất cả tài vật của mình bố thí cho họ, rồi dạy họ hiểu biết chánh pháp, khiến họ vui mừng sanh lòng từ ái, thương yêu lẫn nhau, dứt bỏ ác tâm. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh toàn diện thân trượng phu thành tựu tướng Phật Mã Âm Tàng. Nguyện tất cả chúng sanh toàn diện thân nam tử, phát tâm dũng mãnh tu các phạm hạnh. Nguyện tất cả chúng sanh có sức dũng mãnh, thường làm bậc chủ đạo, trụ nơi trí vô ngại không hề thối chuyển. Nguyện tất cả chúng sanh đều được đầy đủ thân đại trượng phu, lìa bỏ tâm tham dục không còn nhiễm trước. Nguyện tất cả chúng sanh đều được thành tựu pháp thiện nam tử, trí huệ tăng trưởng, được chư Phật khen ngợi. Nguyện tất cả chúng sanh được đầy đủ sức lực bậc đại nhân, luôn có thể tu tập căn lành mười trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh vĩnh viễn chẳng hư mất thân nam tử, thường tu tập pháp phước huệ vị tằng hữu. Nguyện tất cả chúng sanh ở trong ngũ dục không nhiễm không ràng buộc, được tâm giải thoát, nhằm lìa ba cõi tu hạnh Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu bậc trượng phu trí huệ đệ nhất, mọi loài đều tôn kính phục tùng sự giáo hóa của họ. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ trí huệ của Bồ Tát, chẳng bao lâu sẽ thành bậc đại hùng. Đây là đại Bồ Tát cấm tuyệt tất cả sự hủy hoại thân nam tử, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh toàn diện thân trượng phu, đều có thể thủ hộ các điều lành của bậc trượng phu, sanh vào nhà hiền thánh, đầy đủ trí huệ, thường xuyên tu tập thắng hạnh của bậc trượng phu, có lực dụng bậc trượng phu, khéo hay hiển thị bảy đạo hạnh bậc trượng phu, đầy đủ thiện chủng trượng phu, chánh giáo trượng phu, dũng mãnh trượng phu, tinh tấn trượng phu, trí huệ trượng phu, thanh tịnh trượng phu, làm cho tất cả chúng sanh rốt ráo cũng đều được như vậy, như Đấng Như Lai điều ngự trượng phu. Chư Phật tử, bậc đại Bồ Tát nếu thấy Đức Như Lai xuất thế thuyết pháp, liền cả tiếng bảo tất cả chúng sanh: Đức Như Lai xuất thế, Đức Như Lai xuất thế, làm cho mọi loài chúng sanh được nghe danh hiệu của Phật mà rời bỏ tất cả ngã mạn hí luận. Đại Bồ Tát lại dìu dắt chúng sanh được mau thấy Phật, niệm Phật, về với Phật, tưởng nơi Phật, quan sát Phật, ca ngợi Phật. Đại Bồ Tát lại vì chúng sanh mà nói gặp Phật là việc rất khó, vì ngàn vạn ức kiếp Đức Phật mới xuất thế một lần. Nhờ sự khuyên bảo của Đại Bồ Tát mà chúng sanh được thấy Phật, rồi sanh lòng tin thanh tịnh, vui mừng hớn hở, tôn trọng cúng dường. Nơi Đức Phật, chúng sanh được nghe danh hiệu của chư Phật, nên rồi lại được gặp gỡ vô số chư Phật khác. Do đây, sự tu tập các căn lành càng lớn thêm. Đối với Bồ Tát, các chúng sanh này đều coi là những bậc thiện tri thức tối thượng. Do Đại Bồ Tát mà các chúng sanh được thành tựu Phật pháp, rồi tự đem căn lành đã chung trồng trong vô số kiếp mà thực hành Phật sự khắp thế gian. Chư Phật tử, lúc khai thị cho các chúng sanh được thấy Đức Phật, bậc Đại Bồ Tát đem những căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh chẳng cần chờ khuyên bảo, tự đến gặp Phật để cúng dường và sanh lòng hoan hỷ. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích thấy Phật không bỏ rời. Nguyện tất cả chúng sanh thường xuyên tu tập trí huệ rộng lớn thọ trì Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh chẳng luận nghe tiếng gì đều tỏ ngộ Phật pháp, tu hành Bồ Tát trong vô lượng kiếp. Nguyện tất cả chúng sanh chánh niệm vững vàng, do trí nhãn
luôn thấy Đức Phật xuất thế. Nguyện tất cả chúng sanh không nhớ nghiệp hạnh nào khác, chỉ thường nhớ Phật, thấy Phật và siêng tu mười trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh thường thấy chư Phật không luận chỗ nào, do đây rõ thấu Đức Như Lai khắp cả cõi hư không. Nguyện tất cả chúng sanh đều được đầy đủ thân tự tại của Phật, thành đạo thuyết pháp khắp cả mười phương. Nguyện tất cả chúng sanh gặp thiện tri thức, thường nghe Phật pháp, được lòng tin bất hoại đối với chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể ngợi khen chư Phật xuất thế, làm cho người thấy Phật đều được thanh tịnh. Trên đây là Đại Bồ Tát đem căn lành ca ngợi Đức Phật ra đời, mà hồi hướng cho chúng sanh được thấy Phật, cúng dường Phật, nơi pháp vô thượng được rốt ráo thanh tịnh. Chư Phật tử, bậc Đại Bồ Tát đem đất bố thí cho Phật xây dựng tịnh xá, hoặc đem đất bố thí cho chư Bồ Tát, các bậc thiện tri thức tùy ý sử dụng, hoặc đem đất bố thí cho chư tăng cất chỗ ở, hoặc đem bố thí cho cha mẹ, cho các bậc thanh văn độc giác, hoặc là người khác, nhận đến kẻ nghèo khó côi cuốc, tùy ý họ sử dụng, hoặc đem đất bố thí cho xây cất tháp miếu thờ Phật. Trong tất cả cơ sở đã xây cất lên đó, Đại Bồ Tát đều vì họ mà sắm đủ đồ dùng, khỏi lo sợ thiếu thốn. Đại Bồ Tát lúc bố thí đất đem căn lành hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh trọn vẹn thanh tịnh, nhất thiết trí, rốt ráo hạnh phổ hiền. Nguyện tất cả chúng sanh được bậc tổng trì chánh niệm thọ trì tất cả Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được sức trụ trì, có thể thường giữ gìn tất cả Phật giáo. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm bao dung như quả đất, đối với mọi loài lòng thường thanh tịnh, không có ác niệm. Nguyện tất cả chúng sanh nắm giữ Phật chủng, trọn nên cấp bậc của Bồ Tát không dứt mất. Nguyện tất cả chúng sanh làm chỗ an ổn cho tất cả mọi loài, làm cho mọi loài đều được điều phục trụ nơi đạo thanh tịnh.